Hello tất cả các bạn. Thật sự thì chưa bao giờ cái công việc sưu tầm những cái chiếc máy đẹp và chất lượng nó trở thành cái niềm vui và niềm đam mê của mình hơn cái lúc này hết các bạn. Thì để trở lại cái video tiếp theo này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cái động cơ mini của Yamaha. Mà trước tiên mình sẽ đi một vòng để các bạn quan sát về nó như thế nào ha. Thì thời điểm hiện nay những cái động cơ như này á thì nó cũng rất là nhiều các bạn, chứ không phải là ít đâu nha. Đó. Còn cái thời điểm mà trước đây khoảng 10 năm thì những động cơ này là thuộc dạng là hàng hiếm nữa các bạn. Thời gian gần đây thì nó không còn hiếm nữa, nhưng mà để tìm được những cái động cơ đẹp như gì là không phải là dễ lắm nha các bạn, rất là lâu luôn rồi đó nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cặp này. Hai con này khác nhau. Một con bên ta phải mình là cái con Yamaha NSA50 nè các bạn. Làm mát bằng gió, kết hợp với nước. Nghĩa là cái động cơ có quạt gió đó các bạn. Còn cái động cơ bên đây á, thì làm áp vô hoàn toàn bằng nước, không có quạt gió. Thì đầu tiên mình giới thiệu cái con với tay cá trước đi ha các bạn. Đây là Yamaha NS40. Cái này là những cái con NS truyền thống này các bạn. Tem nó bên mình nước nó là tem nhôm nè. Các bạn thấy là cái bộ e rồi hay bộ lửa là nó bằng phẳng, nhỏ nhắn xinh xinh. Nó rất là đều đặn. Thì đối với động cơ này thì nó đẹp. Gần như là hoàn hảo luôn các bạn. Cái nắp lát này các bạn, rồi những cái con bù lon ở trên cái cổ bô e, rồi cổ bô e bô lửa nè, còn trắng tinh luôn các bạn, rất đẹp luôn nha. Đây, nếu thật sự các bạn mà muốn thay đổi cái cấu của cái bô lửa này nè, các bạn sơn thật bẫy, nó không có được bóng bẫy gì nữa, còn này nó bóng là nó mới thật sự luôn đó. Bô lửa còn mới gì các bạn tưởng tượng nha, cái động cơ nó còn mới như thế nào nữa. Đây là ở bên mặt trước, bên hông vẫn là còn cái tem Yamaha ở phía trên phía tay phải đó các bạn. Đây lọc dầu còn màu xi nguyên các bạn. Đây là cái Yamaha NS40 với số dòng quay của nó là 2000 vòng trên phút. Cái mã lực thì đúng với cái tên của nó luôn các bạn, đó là 4HB. Không thấy à, cái con ốc xả nớ nhớt này hình như là chưa từng xả luôn nè các bạn, còn xi 7 màu luôn nè. Tem bên lọc nhớt, những con tem nguyên bản của nó gần như là còn nguyên hết, kể cả con tem ở bên cái bình nước này luôn các bạn. Đây, tem Yamaha còn rất đẹp luôn, chân chỉnh luôn nha, rất là đẹp luôn các bạn. Mình dòng qua cái bình dầu bên nước thì các bạn thấy cái màu nó rất là tươi. Đỏ mà đỏ óng ánh luôn đó. Còn cái ở bên trong này là cái bình dầu này bảo đảm các bạn còn trắng tinh luôn. Mặc dù là mình đưa vô là cái camera nó không có đèn, nó không thấy các bạn, nhưng mà bảo đảm các bạn là trắng tinh luôn. Đây, cái nắp bình dầu này các bạn nguyên bản theo xe, theo cái máy này luôn nha, còn rất đẹp. Đây, trên cái chỗ chậm nước giải nhiệt thì nhìn chung cái động cơ này thì các bạn đánh giá làm sao? Còn xem mình nghĩ là khoảng từ 90% trở lên các bạn, cái độ mới đó là từ 90% trở lên. Và hàng của Yamaha thì các bạn biết rồi, rất là chắc. Hãy
thì cái ở phía hậu nó thì nãy mình quay rồi thì không có quay nữa. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cái máy ở bên phải đi ha các bạn. Động cơ bên phải mình là cái động cơ Yanmar NSA50. Thì không khác gì cái máy kia mà thậm chí nó còn xuất sắc hơn ở cái bộ tem này nữa. Chuẩn rất là đẹp luôn. Với số dòng quay là 2002 5BS cũng đúng với cái tên nó luôn. Nhưng mà ở bên đây thì nó có trả cái bao bọc bánh chén luôn các bạn. Bao bọc bánh đà đó. Đây các bạn coi. Đây. Quạt rồi là còn dạng nấm luôn đó các bạn. Những mặt lưới thì cũng còn nguyên thinh luôn. Ở sau là có cái tem NSA50C-G. Bộ lửa bọc rất đẹp ha. Cái nắp máy thì cũng còn cái màu sơn là mới tinh luôn các bạn. Chân cản rồi rất tốt luôn. Nó đẹp cái là cái chỗ bộ chụp bánh đà này, nó bao luôn cộng dây cu ro ở phía bên phải này. Các bạn thấy không? Nếu mà để tìm một điểm hạn chế ở cái máy này thì cũng khó là tìm được đó các bạn. Rất là đẹp, nhìn thấy là đi không nổi luôn các bạn. Bắt buộc mình là thật sự mình hòa thợ thì mình nghĩ về cái chất bên trong là quan trọng nhất, không quan trọng anh ngại. Nhưng mà khi các bạn gặp một cái máy đẹp ha, các bạn sẽ muốn sở hữu nó liền. Nó cứ thôi thúc mình hoài các bạn. Không phải là dễ tìm những cái động cơ như thế này đâu nha. Mình hôm nay mình mang về đây để mình giới thiệu cho các bạn là cái giống như là cái niềm vinh dự của mình, rồi mình chia sẻ những cái hình ảnh này đến các bạn để các bạn thưởng thức một cái động cơ mà nó hàng bãi mà nó còn đẹp như thế này. Tất cả đều còn nguyên bản rất đẹp, kể cả những cái khoen dầu, những con bồn lon dầu, những cái kẹp bình dầu, hai cái máy này nó còn rất rất là mới luôn. Đặc biệt là cái bô lửa này các bạn, mà chưa từng có cái bô lửa nào mà mới hơn cái này đó. Giờ trước giờ mình thấy đó nha, rất là mới luôn, giống như là chưa chạy đó các bạn. Thật sự ra nếu mà các bạn mua cái máy ở Việt Nam mình ha, cái bô mà nó màu xi trắng này các bạn chạy chừng vài tiếng hồ nó đã đen hết rồi, chứ không ai còn được gì đây. Hai cái động cơ này không hiểu nổi ở nước ngoài người ta chạy như thế nào nó còn mới đến như vậy. Nào mình mở cái nút chăm giác này coi thử các bạn. Có điện thoại nữa mình cho mình lên các bạn, không có nghe điện thoại nữa, nghe điện thoại nữa giết rồi không có quay phim được. Mình đang cố gắng mình quay cho nó rồi mình sẽ gọi lại sau. Thì giờ trở lại tiếp tục thì mình sẽ mới thêm cái gì nữa đây các bạn, để mình biết nó mới cũ. Không biết thấy cái gì nó cũng mới, không biết mình giới thiệu với các bạn là cái gì, là cái bản ga của cái máy NS40 này các bạn. Xong giờ khó mà kiếm được những cái như thế này. Bản ga là vẫn xanh, còn tem này là vẫn là tem zin của nó luôn nha. Mình có cho dầu nè, có dầu còn ngào luôn nè các bạn. Giờ mình sẽ mở cái bộ e ra mình kiểm tra cái máy NS40 này nha. Các bạn coi luôn, lâu lâu rồi mình gỡ ra mình coi lại. Các bạn ơi nó mới nè. Không khác gì là phui thùng nữa các bạn. Cái e như thế này gọi là cái e nhớt các bạn, đổ nhớt vô đây nè. Để những hạt bụi nào nó có trọng lượng nó sẽ rớt vô nhớt đó, nó giữ ở đó, gọi là e nhớt. Em nhớ còn rất mới luôn nha. Bộ A cũng như bộ lửa trắng tinh. Hai cái nắp láp cũng trắng tinh. Trả lại cái động cơ của NSA50 này mình cũng kiểm tra luôn nha. Tem còn rất đẹp.
dở lên các bạn. Ôi ôi, nó rang các bạn ơi, tình chịu không nổi luôn. Còn chỗ nào để mình giới thiệu nó đây, cái gì nó cũng mới hết. Mới đến nỗi là những cái lò xo mà bảo vệ cái ống dầu nè các bạn, nó còn dằn lườm luôn nè, các bạn coi nè. Cái mạng nước sơn mà nguyên bản nó bóng thiệt các bạn ơi, không phải nước sơn mà sơn lại đâu, bóng bóng thật sự. Đó, bóng. Đây là cái động cơ này, nó là cái lốc này lốc nhôm nha các bạn. Nhưng mà cái, nếu mà các bạn nào đã để ý những cái động cơ lốc nhôm á, rất là dễ bong, nếu mà các bạn chạy hơi nóng chút xíu là bong rồi. Nhưng mà cái động cơ này thì nó còn màu sơn nó rất là đậm luôn, sơn rậm rì luôn đó, chứng tỏ động cơ này nó chưa chạy nhiều. Mình sẽ đi vòng lại cho các bạn coi cái động cơ này. Vừa vào trời giấc này là cũng hơn 5 giờ chiều rồi, nhưng mà màu nó có sẵn các bạn, thì thấy cái máy này nó sẽ có màu sắc cũng khá đẹp. Đi vòng nữa thì mình sẽ test máy cho các bạn coi nha. Các bạn coi, nhưng mình phải hạ xuống các bạn, chứ để ở đây là chạy nó lòng cộng cộng kỳ lắm. Mình sẽ hạ xuống dưới rồi. Thank you.
khi test cái động cơ 50 xong thì mình sẽ trở lại mình cho nổ lại cái động cơ 40 thử luôn nha các bạn. Đã thiệt, không nhỉ? Trời trời phải không các bạn? Đẹp là phải nói là đẹp, đẹp lung linh luôn đó. Chứ không phải đẹp bình thường đó nha. Nhưng mà các bạn thấy không? Nó còn trắng, đẹp, nó còn màu sắc như vậy nè. Các bạn thử hỏi coi, chạy bao nhiêu năm nữa nó mới cũ như những cái động cơ mình đã từng sửa cho các bạn coi đó. Động cơ những mình đã từng sửa cho bà con nông dân mình, những cơ rất là cũ, rất là đen, nó sờn, nó không còn cái hình dạng của máy nhưng vẫn còn chạy sửa lại chạy được, thì những cái động cơ này chạy không biết bao nhiêu năm nữa thì nó mới cũ như vậy. Thực sự ra mình nếu mà mình có thuộc dạng là mình có tiền các bạn thì mình sẽ giữ cái máy động cơ này lại mình cũ luôn, tại vì cái kinh tế mình nó không có, thành ra mình tìm được thì mình sẽ nhượng lên các bạn nếu các bạn có nhu cầu ha. Rồi vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn hai cái con máy Yanma NS 40 và cái con Yanma NS A50 các bạn. Thì tất cả những cái gì mình có thể nói thì mình cũng đã nói hết rồi, chủ yếu là các bạn xem cái ánh mắt của mình. Nhưng mà thật sự nó đúng đẹp đúng không các bạn? Đẹp là đẹp lung linh luôn đấy. Rồi thì không làm mất thời gian các bạn. Con cái video này ở đây. Các bạn có sợ cái thằng máy này thì có là
cũng chính đó. Như là ví dụ là nếu các bạn gọi cho mình một lần cũng được thì các bạn sẽ gọi một hoặc hai lần sau mình sẽ nghe, tại vì công việc mình hơi đặc thù với mọi người gọi cho mình. Tạm biệt các bạn ơi, cái video sau review máy khác thì mình sẽ giới thiệu những con máy mình cần.